Hello anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với YouTuber DM Gaming trong tựa game Huyền thoại đảo kho báu này. Sau một lúc trải nghiệm đấy, anh em nhìn thấy con lực chiến của mình nó lên kinh khủng chưa? Đã lên đến bao nhiêu anh em nhỉ? Lực chiến của mình bây giờ nó đã lên đến 113,94 triệu rồi. Và mình tập trung up anh em nhìn thấy. Trong đó kiểu là cả đội hình chiếm 100% sức mạnh, nhưng mà nếu mà bỏ Katakuri đi thì đội hình mình chỉ còn 1% sức mạnh rồi thôi, đúng không anh em nhìn đây. Nguyên một mình Katakuri đã làm 99,7% gì nhỉ? À 99,7 triệu lực chiến rồi anh em. Và mình đã tập trung up nguyên một con để trải nghiệm cho các bạn nhá. Với Katakuri đã thức tỉnh nha các bạn nhá. Đây, thức tỉnh nó lên này. Thức tỉnh 5 rồi anh em nhá. Thức tỉnh 5 xanh rồi, không biết là gọi 5 sao tranh à. Gọi là gì nhỉ? Năm sao xanh. Đầu tiên là sao vàng nhé các bạn nhé. Hết 7 sao vàng này thì nó sẽ thức tỉnh. Khi mà các bạn hết 7 sao vàng này thì các bạn sẽ mở được một cái ô gọi là thức tỉnh nhé các bạn nhé. Thức tỉnh thì nó yêu cầu cần cái hồn thức tỉnh và cái hồn lệnh, cũng như là gì nhỉ, cái con tướng mà các bạn cần nhá. Thì nhiều anh em hỏi là chắc bạn cũng không biết là làm nào để kiếm được cái hồn thức tỉnh và cái hồn lệnh này để thức tỉnh. Thì hình như là các bạn, mình không nhớ chính xác lắm vì cái này mình đang gì nhỉ, clear. Anh em nhìn không? Nhìn thể lực mình còn nhiều không? Còn tận 43.572 trên 250 cái thùng bia đây. Cái này chính là cái thể lực nhá các bạn nhá. Đây, thì khi các bạn clear hết map đi, các bạn cứ vào trong cái trinh phạt này các bạn nhá. Đây, làm nào để lên level nhanh thì các bạn đây cứ vào đây các bạn quét này, đúng không? Đấy, cứ quét như thế này các bạn. Đấy, đúng không? Mỗi lần tốn 5 thể lực các bạn quét cả tiếng đồng hồ thì các bạn sẽ lên được đâu đó tầm khoảng level như mình. Mình đã quét tóe loe rồi các bạn. Mình đã quét đâu đó tầm khoảng 60.000 hay 80.000 cái thùng bia để lên được cái level 81 này. Và mình ở trong trinh phạt ấy thì có một cái ải tinh anh này các bạn. Các bạn nhìn này, có ải thường và ải tinh anh. Thì đây là cái để các bạn kiếm được cái hồn thức tỉnh và cái hồn lệnh để các bạn có thể thức tỉnh được cái võ sĩ lên nha anh em nhá. Đấy, thì đây là cái cách mà các bạn kiếm được này. Đó, các bạn vào đây quét. Quét thì các bạn sẽ kiếm được cái đấy, kiếm được hồn lệnh và hồn thức tỉnh thôi. Kiếm đủ là các bạn sẽ gì nhở? Kiếm đủ là các bạn sẽ thức tỉnh được. Thì đây là cái con Katakuri mình nâng mắc bêu rồi. Không có nghĩa là chưa mắc bêu, nghĩa là mắc bêu ở cái nước mình thôi, nghĩa là mình không còn gì để mình có thể nâng được nó nữa rồi anh em nhá. Gần như là mình không còn gì để mình nâng được cái con Katakuri nữa rồi các bạn. Đó, hiện tại đang ở Katakuri, mình chuyển sinh nhé các bạn nhé. Lên level 80 nữa thì các bạn cũng sẽ mở thêm một cái chuyển sinh. Thì các bạn nhìn này, Katakuri của mình cộng 5 có nghĩa là nó đã chuyển sinh 5 lần đấy các bạn. Có nghĩa là nó đã chuyển sinh 5 lần đấy các bạn nhé. Đây, nó đã chuyển sinh 5 lần, hiện tại lực chiến của nó đã là cán mốc 100 triệu rồi. Đấy, 100 triệu này, thống soái này, võ lực này, trí lực này. Đây là tất cả những cái chỉ số cơ bản của con Katakuri này của mình. Bộ kỹ năng thì mình cũng thức tỉnh cái kỹ năng số 4 này. Có 4 kỹ năng dành cho Katakuri. Kỹ năng đầu tiên là Mochi Anemone, đấm liên tục vào kẻ địch, gây sát thương vật lý, đẩy lùi và giảm sĩ khí của kẻ địch. Trong 5 giây sau khi sử dụng kỹ năng này thì Katakuri sẽ nhận 20% tỷ lệ né nhá. Hơi thấp anh em ạ, giá như nó rơi tầm khoảng đó 50% tỷ lệ né thì nó ngon anh em. Tiếp theo là chúng ta có Mochi Third, sử dụng cây đinh ba xoay đâm thẳng vào kẻ thù, gây sát thương vật lý và hồi lại cho bản thân sĩ khí, kèm hiệu ứng chảy máu trong 3 giây, mỗi giây giảm 3% HP tối đa của kẻ địch. Kỹ năng tiếp theo nữa là Willock Mochi, thức tỉnh. Kỹ này mình đã thức tỉnh, do mình đã thức tỉnh rồi nên nó mới có nha các bạn nhé. Katakuri nhảy đến mục tiêu có lượng HP thấp nhất, gây sát thương vật lý và làm câm lặng chúng trong vòng 4 giây. HP kẻ địch càng thấp, sát thương gây ra càng cao, tối đa lên đến 200%. Đó là. Và kỹ năng cuối cùng đó là Mochi Shield, tạo khiên đấy các bạn. Với mỗi đòn đánh thường, Katakuri có 30% làm câm lặng mục tiêu trong 4 giây và kẻ địch phải chịu thêm 30% sát thương từ mọi nguồn trong 4 giây nữa anh em. Đấy, có nghĩa là tại sao mình lựa chọn Katakuri để review cho các bạn này mình. Vì đây là bản alpha test ấy, nó vừa cho một cái gọi là gì nhỉ? Cho một cái dương chọn tướng, thì mình đọc tất cả những con tướng mà có, nó cho đâu đó tầm khoảng 4 đến 5 con tướng ở trong cái xương đó, thì mình đọc mấy bộ kỹ năng thì mình thấy con Katakuri này nó khá là toàn diện anh em hình dung không? Đầu tiên là chúng ta có né này các bạn, đúng không? Có né này cho bản thân nó này. Có gì nhở? Gây chảy máu này, đúng không? Hiệu ứng gây chảy máu này, hồi lại này. Có gì nhở? Gây câm lặng này anh em này, có gây câm lặng này và có cả cái gì nữa nhở? Sát thương mục tiêu thấp máu nhất nữa này, có kiểu dạng nhiều sát thủ. Bản thân con Katakuri này cũng là sát thủ nha anh em nhé. Bản thân con Katakuri này cũng là sát thủ anh em nhé. Cái duyên, mỗi tội cái duyên nó khó kích quá các bạn, đúng không? Này các bạn nhỉ, duyên nó cần con Luffy 4 này, Luffy 4 này, Big Mom này, Building và con Bege này. Còn chưa đủ duyên đấy các bạn nhé. Các bạn nhìn duyên nó này,
Đấy, xác suất 4 người là xác suất né cộng thêm 5%, tốc độ công với 3 người và HP tối đa với 2 người nha các bạn nhá. Ngoại trang thì khá đẹp. Đây. Ngoại trang của con Katakuri đây các bạn. Ngoại trang của nó nhìn cũng đẹp nha các bạn nhỉ. Đây, Katakuri. Đó. Ngoài ra thì mình đã gì nhở, anh em này ở trong cái trang bị này các bạn có thể mở thêm được cái gọi là cái linh hồn con Katakuri. Cái này không phải con nào cũng có đấy các bạn nhé. Đây, ví dụ con Katakuri linh hồn có thằng tím tím này, con Nami của mình thì có cái con như kiểu nữ thần này các bạn này, đúng không? Vivi thì không có, chưa có đấy các bạn này. Đó. Nhưng con nào có linh hồn thì mới có đấy các bạn này. Đây, Zoro là anh em nhìn giống như kiểu là thần là vấn Ấn Độ các bạn, đúng không? Bốn tay này các bạn, ba tay mà trong Zoro dùng tam kiếm mà đây cầm ra vị thần sáu tay thì các bạn, chính xác là sáu tay nha các bạn nhé. Đó. Nhưng mà clip này thì mình chỉ nói về con Katakuri mà thôi các bạn. Đấy. Mình gần như là mình gì nhỉ? Trang bị cho nó hết tất cả mọi thứ rồi. Mình hết gọi là gì nhỉ? Không không còn gì để mình nâng cho con Katakuri này của mình nữa rồi các bạn. Có thể nâng được nữa các bạn nhé. Có thể nâng được nữa nhưng mà tài nguyên hiện tại sau khi mà mình ấy vẫn lên được nhá các bạn nhé. Sau khi mà mình dùng các thứ linh tinh thì mình đã nâng hết nó lên này các bạn. Đây, anh em có thể đột phá lên thiếu đá đột phá này các bạn, không đủ đá đột phá nữa. Anh em có thể cường hóa lên, cường hóa mắc cấp luôn. Đó, đúc đồ cường hóa mắc rồi, mắc cấp cường hóa level 50. À, cái con này chưa mắc à, không có vật phẩm để nâng cấp nữa. Đấy, con Katakuri này mình là mình đã ấy hết rồi nha anh em nhé. Khả không có để mà khả nữa, không có để mà khả nữa anh em nhé. Đột phá đây cũng cần một cái quả giáp áo nữa và một cái thần binh đan đấy các bạn nhé. Vàng con đẹp, con game này nó thiếu vàng thật sự anh em ạ, nó thiếu vàng thật sự anh em nhé. Đây cái Meranomi nhá, cái này dùng cho con S nha các bạn nhé. Nói chung là các bạn phải đeo đúng quả cơ, đúng không? Nhưng mà không biết làm nào để tháo ra được cái quả này nhỉ? Bây giờ thật sự đeo vào rồi, mình không biết làm nào để tháo được cái quả này ra. Ở đây các bạn. Nhưng mà trong này mình có đúng một quả này thôi các bạn, chả có quả nào khác. Không có mấy quê cây gọi là trái ác quỷ nào nhé các bạn nhé. Đây, đây là con Katakuri của mình gọi là nâng mắc mắc tầm này các bạn. Mắc tầm của cái ác này của mình, một hơn 100M. Hơn 100 triệu lực chiến. Và đây mình sẽ cho các bạn trải nghiệm con Katakuri này các bạn nhé. Đây, bố trận này. Katakuri các bạn. Đấy, các bạn xem Katakuri nha các bạn nhé. Đấy, chiêm ngưỡng Katakuri. 5 sao xanh là thức tỉnh 5 sao đấy các bạn. Anh em thấy không? Né ok không? Đó. Có né nhé các bạn nhé, có rút máu này. Cái máu đỏ đỏ này là cái rút máu các bạn, cái máu đỏ đỏ này mà này cái máu vàng là đánh nhá, còn máu đỏ là cái 3% máu nó rút nhá các bạn nhá. Đấy, Katakuri của mình đấy anh em ạ, đúng không? Không biết là sắp tới nó có cho thêm con nào nữa không để mình sẽ lại nâng nó lên và làm clip review trải nghiệm cho các bạn xem, đúng không? Katakuri khá nói chung khá toàn diện đấy, cũng không biết là con nào ngon nhất thời điểm hiện tại đâu các bạn, đúng không? Đây là Katakuri. Giá như cái tỷ lệ né của nó cao hơn nữa thì nó ngon nha anh em nhé. À đây, cho anh em xem cái gì nhỉ? Thức tỉnh. Thức tỉnh nó sẽ như thế nào nha anh em nhé. Đây này, nó sẽ thức tỉnh nha anh em. Cao nhất là thức tỉnh 10 bậc. Hiện tại thì mình đã thức tỉnh 5 bậc rồi. Mỗi lần thức tỉnh nó sẽ cộng những cái chỉ số như ở thống soái này, võ lực, trí lực. Ở bậc 1 thì cộng 50.000 HP, bậc 2 cộng 50.000 phép, bậc 3 thì cộng đến 8 triệu máu à. Ui. Mẹ, bậc 3 cộng thêm 8 triệu máu, bậc 4 sát thương bạo kích, bậc 5 hồi công, bậc 6 là tốc độ công, bậc 7 là hồi công này. Bậc 7 sao có hình cái áo đây thì mình không biết này. Uầy, bậc 8 cộng công vật lý 1.8 triệu. Bậc 10 tăng sát thương vật lý công cộng 70 nha. Đây, bậc 6 thì các bạn sẽ thức tỉnh được cái kỹ năng này lên này. Đấy, bậc 9 thì thức tỉnh kỹ năng này lên nha các bạn nhé. Còn cái này không biết là bậc mấy đây các bạn. Cái này là không không đi ghi là bậc mấy đây. Willock Mochi thức tỉnh này không biết là ghi là bậc mấy đây các bạn. Không để ghi bậc mấy nha các bạn nhé. Đấy, đến cái mức này bắt đầu lại cần những cái ngọc thức tỉnh là chịu rồi. Mấy cái này kiếm được nhưng mà mấy cái ngọc thức tỉnh này tại mình không biết kiếm ở đâu. Đó, tất cả bọn này đều như nhau nhé các bạn nhé. Đúng không? Tất cả những cái chỉ số của bọn này nó khá giống nhau nha anh em nhé. À không,
mỗi con thức tỉnh thì nó sẽ có một cái chỉ số khác nhau. Ví dụ bậc 6 của con này là tốc độ công, soái võ trí cộng 3 triệu, bậc 4. Thì con bậc 4 của con này là sát thương bạo kích nha anh em nhé. Mỗi con thức tỉnh thì nó sẽ có một cái chỉ số khác nhau đây nha. Đây ví dụ nhiều con Nami mình cũng thức tỉnh cho nó bậc 2 đấy, các bạn có thể nhìn thấy này. Thức tỉnh bậc 2 cho nó rồi đây. Đó, các chỉ số của nó cũng khác nhau anh em nhé. Thức tỉnh xong anh em có thể chuyển sinh được. Đây, anh em có thể chuyển sinh như các bạn nhé. Đây, khi đạt level 80 các bạn có thể chuyển sinh nó lại về level 1. Đó, anh em nhìn thấy không? Chuyển sinh level 1 thì khi mà chuyển sinh thì nó sẽ được cộng thêm những cái chỉ số. Gọi là chuyển sinh nó cộng thêm chỉ số nha anh em nhé. Mà nó tốn cái đá tinh luyện. Hiện tại thì mấy cái đồ này thật sự các bạn không biết kiếm ở đâu. Thì cứ thỉnh thoảng thấy gửi thư nha. Ờ, thỉnh thoảng thấy ở trong hòm thư ấy các bạn. Ấy, thỉnh thoảng kiểu họ gửi thư để cho các bạn trải nghiệm ấy. Hoặc là các bạn lanh quanh ấy, nâng cái nọ cái kia ấy, thì các bạn sẽ kiếm được. Nâng cái nọ cái kia thì các bạn sẽ kiếm được đồ ấy. Như mình ấy, mình cứ clear càn quét nhiều á, thế là mình kiếm được đồ thì mình cứ nâng dần nâng mòn lên thôi nha anh em nhé. Nâng dần nâng mòn thôi. Đấy, gần như là cũng gọi là trải nghiệm nó khá là ok đấy các bạn. Này, địa ngục này. Katakuri. Mình Katakuri xiên hết đấy các bạn. Mình Katakuri và mình xiên hết bản đồ rồi. Đây là cái trải nghiệm cơ bản, ngon đấy. Về cơ bản thấy khá là ok đấy các bạn. Về cơ bản một trong những con tướng ok đấy, Katakuri. Hơi đáng tiếc mà, hơi đáng tiếc là tỷ lệ né của nó hơi thấp. Nhưng không biết là thức tỉnh lên thì đây nhở, các bạn có thể xem lại cái thức tỉnh, cái năng né của nó có lên không các bạn. Đây các bạn có lên né này các bạn này. Thức tỉnh lên 30% né này, nhưng mà phải thức tỉnh bậc 9 rồi. Ui, mãi đến lúc mà thức tỉnh bậc được cái bậc này thì không biết là game nó về đâu các bạn. Đây là đang là ở cái phiên bản alpha test đấy các bạn nhé, phiên bản trải nghiệm này, nó bơm đồ cho các bạn rất nhiều, bơm đồ và bơm gì nhở, bơm đồ và bơm bơm đồ cũng như là bơm tất cả mọi thứ cực kỳ nhiều. Nếu mà không bơm thì các bạn sẽ không trải nghiệm được hết kiểu tướng như vậy nhé các bạn nhé, nên là rất là khó. Cái này là cái gì vậy? À, nó đang thưởng không, đang thưởng cái ngọc các bạn. Không bơm đồ thì rất khó để anh em có thể trải nghiệm được hết anh em nhé. Không bơm đồ thì rất khó để anh em có thể trải nghiệm được hết. Nhưng mà cũng ảo anh em ạ. Đây nhá các bạn, cũng mình cũng nhiều lúc không biết tại sao cái cảm giác này 118m này. Mình sẽ đánh thử một thằng. Đây nhá các bạn nhá, nhìn này, lực của mình này 118m mà ông này có 77m đấy các bạn. Nhá các bạn nhá, mà khiêu chiến nhá. À, khiêu chiến cho các bạn xem này. Có khi vẫn thua. Ờ, bên kia mẹ. Có khi vẫn thua nhưng mà vì hai con kia của mình yếu quá, một mình Katakuri cân lại em rồi, một mình Katakuri cân lại rồi, mình đang có hai con bút đằng sau đó là Vivi và gì nhở, Vivi và Nami Bot, Katakuri không chống được, sốc đam nhiều quá không chống được, 100 bao nhiêu m vẫn thua nhé các bạn, vẫn thua bình thường. Đấy các bạn gì đâu, vừa mình đánh ông này vẫn thua bình thường nhé các bạn, chỉ 77m thôi, trong khi lực của mình là 118m đúng không, hơn đâu đó tầm khoảng 120 mà trừ đi 77 đi các bạn, hơn đâu đó tầm khoảng hơn 50 triệu lực chiến mà vẫn thua. Đấy, thế nên là mình thấy là con game này lực chiến nó cũng không đến một cái tầm nào đó đâu, đúng không, chắc là các bạn phải nâng đều tất cả các tướng đó, chứ nâng một con tướng thì nâng nguyên một con tướng thì nó không khủng bố đâu các bạn, đúng không, chắc phải nâng đều lên thì nhỉ? Chắc phải nâng đều lên, chứ nâng nguyên một con thì không ăn thua đâu các bạn. Nâng nguyên một con thì nó không ăn thua đâu. Phải nâng tất nha anh em nhé, phải nâng tất 4 con để may ra chơi được. Đấy như đội hình của mình nhé, mình tập trung nâng mỗi con Katakuri. Còn mấy con này có cái lực chiến gì đâu các bạn. Đây 1 triệu lực chiến, con này chưa đến 1 triệu lực chiến. Con này 300 lực chiến thì đánh cái gì nha. Đúng rồi nhá. Mấy cái này khó kiếm này các bạn, đúng không? Mấy cái này cũng khó kiếm, không biết ở đâu để kiếm được. Nói chung là vừa chơi vừa nghịch, lanh quanh nha anh em nhá. Thì tập trung nâng thử một con xem nó có gánh hay không. Cảm giác cũng không gánh được đâu các bạn, đúng không? Một con ở trong game này không gánh được hết. Không biết là có con nào có thể gánh được hay không. Đây này các bạn, không biết là trong những cái con mà tướng đỏ này các bạn, mình gọi là tướng đỏ, tướng vàng nha anh em nhá. Đây, tướng đỏ này, bậc 2SS này, không biết là cái bọn này. Thấy đồn là Kaido bá lắm, không biết nó bá cái gì nha. Dùng cơ thể khống chế choáng
phản lại sát thương. À, phản lại sát thương các bạn. 40% phản lại sát thương. Vãi lọ. Phản lại sát thương đến từ Kaido nữa các bạn nhé. Phản sát thương đến từ Kaido này. Xong chúng ta có gì nhở? Chúng ta có cái gì đây? Hút sĩ khí của kẻ địch. Tăng thủ choáng, giảm giáp kháng phép của kẻ địch trong 6 giây. Khi dưới 15% máu của Kaido vơi về trạng thái hóa rồng bất tử trong 20 giây, khiêu khích toàn bộ kẻ địch trên bản đồ và tăng công trong vòng 8 giây. Mỗi trận Kaido kích hoạt nội tại này một lần. À, mẹ đúng siêu tanh nha các bạn. Đúng không? Kaido bố các loại tanh nha các bạn. Cái con mẹ nó bất tử gì bất tử tận 20 giây nha. Khi dưới 15% máu Kaido rơi trạng thái hóa rồng bất tử trong 20 giây mới sợ nhỉ. Duyên của nó gồm Big Mom, dâu trắng xanh và cả Luffy gear 4. Nhờ mỗi đội quả duyên nhìn thốn thật. Dâu đen thì có gì các bạn? Black Earth hút tất cả kẻ địch vào hố đen, gây sát thương vật lý và câm lặng, đẩy lùi gây sát thương phép và giảm thủ vật lý, giảm ngay vào cái giảm nộ hết của kẻ địch nhá. Hiệu ứng thần thánh 8 giây, không biết hiệu ứng thần thánh là cái gì các bạn. Ok nha các bạn nhá. Đó. Đó là cái clip này thì giới thiệu về Katakuri hóa thần của mình mà thôi, cho anh em có cái nhìn cũng thuộc dạng kinh đấy các bạn, nhưng mà để mà gánh được tem là hơi khó. À, thử xuất chiến đánh nhau với con boss ở cái chương này xem. Thử xuất chiến đánh nhau với con boss ở cái chương này xem. Đấy, solo rồi đấy các bạn. Solo đấy. Thử sức solo boss ở cái chương này. Né đấy anh em nhìn không, tỷ lệ né 20% hơi thấp, không nhiều lắm anh em. Thì nãy giờ mình thấy được một hai chữ né đến từ Katakuri. Giá như lúc đầu ngay từ đầu nó phải tầm khoảng 30%, và khi thức tỉnh nó sẽ rơi tầm khoảng 40 đến 50% thì ok nha anh em, đúng không? Ít nhất là ba phát đánh thường thì phải né được một phát đấy, đúng không? Ba phát đánh của đối thủ thì né được một phát thì nó ok hơn nha. Chứ mình cảm giác là hơi ít né đấy, thì nãy giờ được một cái quá thấp nha các bạn, xác suất ra né 20% như này rất thấp. Ủa, không solo được à? Hơi đáng tiếc là thằng này không có hút máu nhỉ, không biết là có sau này có cái bảo vật hay là đồ gì nó liên quan đến hút máu không nhỉ. Đây các bạn nhìn này, vẫn mất máu nhỉ, đây vẫn bị tụt nửa cây đây các bạn, solo vẫn bị tụt nửa cây này. Nửa cây máu đấy các bạn, đúng không? Solo bot ở trường này tụt nửa cây máu, các bạn nhìn không, đốt 3% máu nó thối đâu. Nói thế, đốt 3% máu thối đệ, đừng đùa. Đừng đùa với 3% máu. Và đây là Katakuri thức tỉnh 5 sao xanh. Ok anh em ơi, clip này thì mình xin phép được tạm dừng ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo nha. Ấy, Katakuri 5 sao xanh, ngầu lòi đấy nhá. Bye bye.